2 phút nữa. 18 giờ 6 phút rồi, 2 phút nữa mình sẽ bỏ ra. Đấy, đấy như là các bạn ấy thấy mình lúc phát lần đầu tiên mình kẹp ấy, mình chỉ kẹp ở ngoài nách thôi này, ở ngoài này đây mình kẹp thôi, thế mà nó lên tận 36 độ 5. Đấy, nó còn qua một lớp áo nữa. Lên 36 độ 5. Thế mà bây giờ mình mà kẹp cả có cả áo khoác đây nữa mà không biết là nó như thế nào. Liệu liệu mình có liệu các bạn có thể tìm vào cái kẹp thiết kế này không? Khi mà các bạn nhìn thấy một lần như thế. Đấy. 18 giờ 7 phút rồi. Giờ giờ mình lấy ra cho bạn xem nhé. Giờ mình sẽ lấy thôi, thiếu một phút thôi, nhưng mà bây giờ mình sẽ bỏ ra cho các bạn xem thực tế là nó sẽ như thế nào các bạn nhé. Đây. Đây, mình đặt xuống đây. Đấy. Kéo ra. Đấy, giờ mình xem. Ui. 35 độ 5 các bạn ạ. Kẹp cái áo mà nó 35 độ 5 các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem nhé. Đây. Đấy. Đấy, 35 độ 5 các bạn ạ. Đấy, nó kẹp 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 qua áo nó còn như thế. Đấy, xin chào tất cả các bạn nha. Các bạn thấy video này của mình hay, hãy like và chia sẻ, đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Xin cảm ơn.